Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bếp Nha. Nếu bạn đã một lần du lịch đến Đà Nẵng, đặc biệt là khu ẩm thực chợ Cồn, thì đã không còn xa lạ gì với món cháo gạo lứt ăn kèm cá nục kho cay. Món này tuy giản dị nhưng lại rất là miệng và ngon vô cùng. Cá nục được kho trục xương, đậm vị cay cay, thịt rất chắc mà không hề bị bở. Ăn kèm với cháo gạo lứt nữa thì đúng là một sự kết hợp tuyệt vời. Bây giờ chúng ta cùng vào bếp nấu ngay món này cho gia đình mình đổi vị nha. Để thực hiện món cá kho này, ngoài những nguyên liệu như cá nục, gạo và gia vị cơ bản để kho cá, thì cả nhà cần chuẩn bị thêm 200g mỡ heo cắt hạt lựu nữa. À, các bạn lưu ý nè, khi nấu món này thì mình chọn loại cá nục chuối, loại to hơn ngón tay cái một chút là kho ngon rồi nha. Cá sau khi được làm sạch và để ráo nước, chúng ta cắt phần đầu nhồi vào bụng cá. Cách làm này sẽ đảm bảo đầu cá sau khi kho xong không bị bời rời, mà còn làm tăng độ béo giúp món ăn ngon hơn. Mình cứ từ từ đẩy đầu cá sát vào trong bụng cho khỏi bị rơi ra ngoài nha. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi sơ chế hành tây và các loại nguyên phụ liệu để kho cá. Mình dùng nửa củ hành tây cắt mỏng. Phần hành tây này chúng ta sẽ lót dưới đáy nồi để khi kho trong thời gian dài cá sẽ không bị khét đáy mà cá còn dậy mùi thơm nữa đó các bạn. Nửa củ hành tây còn lại mình thái nhỏ chung với tỏi, hành tím và ớt sừng. Trung bình cỡ nửa củ hành tây sẽ bằng với 5 tép tỏi, 5 củ hành tím và một trái ớt sừng để tạo màu. Nếu nhà mình ăn được cay thì các bạn có thể thay ớt sừng bằng ớt hiểm thì món cá kho xong sẽ có vị cay rất là ngon luôn. Giờ mình tiến hành ướp cá. Các bạn cho vào nửa muỗng hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, cho vào 1/2 lượng hành tỏi ớt đã băm nhuyễn, thêm 3 muỗng nước mắm ngon. Mình trộn cho cá đều gia vị rồi ướp trong 20 phút nha. Để món cá nục được thơm béo hơn, chúng ta thắng 2 lạng mỡ heo cắt hạt lựu cùng 1/2 chén nước lọc, một chút muối kèm 5 tép tỏi và 4 củ hành tím. Cách thắng mỡ cùng hành tỏi sẽ giúp mỡ sau khi thắng xong rất là thơm luôn đó các bạn. Khi mỡ tớp lại và vàng đều như vậy thì mình tiếp tục cho vào 1/3 chén đường vàng. Phần hành tỏi băm còn lại mình cho vào luôn nha. Các bạn để ý, khi đường lên màu vàng đẹp mắt thì tiếp tục cho vài trái ớt khô, 2 muỗng tương ớt và 2 muỗng tương cà vào, sau cùng để phần mỡ nước được lên màu đỏ đẹp bắt mắt. Cuối cùng, mình cho vào nửa chén nước mắm cùng với một muỗng ớt khô xay nhuyễn. Rồi xào lại cho hỗn hợp thật đều với nhau là đã có thể đem đi kho cá được rồi. Khi nấu cháo, các bạn kết hợp nấu gạo lứt chung với nếp thì cháo sẽ sánh quện rất ngon. Mình vo sạch và cho tất cả vào nồi, kết hợp cùng xíu muối và một nắm lá dứa để cháo được đậm đà và thơm hơn. Vì món cá nục kho này phải nấu rất lâu cho cá rục nên các bạn cần lót dưới đáy nồi phần hành tây, lá dứa và hành lá rồi mới xếp cá lên trên. Mình cho luôn phần nước ướp và hỗn hợp gia vị vừa xào vào. Nếu kho bằng bếp lửa thường sẽ mất tầm 5 đến 6 tiếng, còn mình dùng nồi áp suất thì khoảng 1 tiếng là được. Để cháo mau nhừ thì khi cháo sôi các bạn cho vào nửa chén nước lạnh và lặp lại thao tác này 3 đến 4 lần trong suốt thời gian nấu thì cháo sẽ nở đều và ngon lắm các bạn nha. Cá kho bằng nồi áp suất đã xong. Mình cần thêm thao tác kho trên lửa thêm 15 phút để giúp cá lên màu đẹp hơn và thịt chắc hơn. Cá sau khi kho xong đậm màu đỏ của mỡ ớt, thịt chắc, xương mềm mà lại không bị bở. Món này có thể ăn cùng cơm nóng hoặc nguyên bản ăn cùng cháo gạo lứt là ngon nhất. Khi ngán cơm, cả nhà nhớ làm thử món này để cả gia đình cùng thưởng thức nha.
Nếu thấy video cá nục kho cây ăn cùng cháo gạo lứt hữu ích thì các bạn tặng cho bếp nhà một like và đăng ký kênh để xem được các video tiếp theo nha. Bếp nhà xin chào và hẹn gặp lại!